Bây giờ ví dụ như anh em bật Google Maps đi, anh em sẽ đi theo đường của Google Maps hay là anh em sẽ đi theo cái gọi là cái những con đường quen thuộc mà anh em hay đi? Nghiêng đêm ấy. Fuck you Google Maps, fuck you. Đối với mình thôi, cái việc kiểm view ấy nó không phải là cái vấn đề chính ấy. Mất thời gian của mọi người xem mà nó xong nó cũng chẳng có cái truyền tải được cái gì. Mình thì mình rất hạn chế làm những cái content rác như vậy. Rẽ thế này mà làm vòng Hồ Tây thì gọi là hết nước chấm mẹ luôn rồi đấy. Chấm ở đâu bây giờ? Hết nước chấm mất rồi. Ở Việt Nam mình thì vẫn đang ở bước nó khá là thô sơ. Đấy là chỉ đi sai làn với rẽ sai cái là có anh đứng ở đầu đường anh bắt luôn. Hello anh em nhá. Đang ở bệnh viện Hồng Ngọc anh em ạ. Vừa mới đi khám sức khỏe xong. Đù mé, cái bệnh viện này nó to vãi chưởng. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là bệnh viện khách sạn. Chất vãi đài luôn. Đi phượt tiếp. Cho nó cao thế nào, cao chưa, đủ cao chưa, cao một tí nữa, rồi đi nào, đi nào để xem cái hầm đợi xe của họ to vãi chưởng. Chỗ gửi xe thì khá là rộng và nó bọc xung quanh cái khuôn viên bệnh viện nên là khá là sướng. Đây, để mình rẽ cái lối ra sảnh chính này để cho anh em xem. Ôi xời ơi, ông đéo nhìn cái đéo gì cả. Làm vòng. Đi sang bên đường cho anh em xem cái bệnh viện này của nó to như nào, nó to cực anh em ạ. Đây chỗ này chưa đủ, đi sang bên kia đường đi. Đường này là đường nó là ở gọi là một xứ khác mẹ rồi, bởi vì từ nhà mình ra đây là độ 15 cây. Thế là đi cảm giác rất là xa, thế là ở làng Phú Đô, Phú Đức các thứ này. Đi khám thì sức khỏe ổn định anh em ạ. Nói chung là rất là ngon. Kìa, ôi, điểm khả của bệnh viện nó to vẫn lìn rồi anh em ạ. Đây, anh em cho anh em xem, cho anh em chiêm ngưỡng. Bệnh viện khách sạn nhá, bệnh viện Hồng Ngọc nhá. Rồi tên vào đây, nó to dã man đấy. Đấy, anh em thấy không? To dã man, mình đứng ở đây mình làm con ảnh đã, xong rồi mình sẽ đi tiếp. Ok luôn anh em ơi, đi tiếp. Bây giờ mình sẽ, sáng nay tiện đi khám thì mình xin nghỉ làm luôn. Mình lại lựa ra cà phê ngồi làm việc ngoài cà phê.
từ bây giờ từ chỗ này mà đến chỗ mà mình quán cà phê mình ngồi nó phải mất 30 phút. Đủ má luôn, xa vậy đái luôn, 15 cây. Thôi điều gì đến rồi cũng phải đến, đi xa để trở về anh em ơi. Hôm nay tính là một buổi đi phượt cũng được, bởi vì đi đến những chỗ mà mình chưa đến bao giờ đó. Đi đến những cái con phố, những cái khu vực mà mình cũng gọi là chưa đến bao giờ ấy, là cũng là tính là đi phượt đấy. Ngày bây giờ là 9:30, 9:30. Google Map nó chỉ đi vòng mà. Nó phải quay đầu rồi. Ý, bắt chủ công an kìa. Này. Quay đầu. Xe của mình cũng được gắn đèn police đấy, mình bật lên là mình đi với các chú ấy là cũng được nha. Người ta bắt tôi thì bỏ mẹ. Không biết là Việt Nam mình cái luật về sử dụng đèn giống đèn công an nó có căng gắt không, nhưng mà như mình thấy ở bên Mỹ ấy, bên các nước châu Mỹ, châu Âu ấy, họ làm rất là gắt cái luật đấy, nghĩa là không được lắp các cái đèn mà nó có màu xanh hoặc màu đỏ. Nó nói luôn như thế luôn, chứ nó không nói là giống đèn công an. Bất kể xanh với đỏ là hai màu cấm kỵ, không được lắp đèn có hai màu đấy, và hai đèn nó không được nháy. Em không biết ở Việt Nam mình thì như nào, nhưng mà mình nghĩ là chủ cũ xe này lắp là cũng chỉ để chắc là có đi dẫn đoàn tận nước. Chứ còn như mình thì không có nhu cầu đi dẫn đoàn lắm, nên là thỉnh thoảng bật lên chơi thôi. Thỉnh thoảng mà đi buổi tối về mà chán thì bật lên, bởi vì là chỉ có buổi tối thì nó mới rõ cái màu đèn, chứ còn ban ngày thì không rõ lắm. Mình đang là rất là tận hưởng những cái lạnh của Hà Nội này, sau một năm gọi là nóng chảy mỡ ra thì cuối cùng nó cũng đã lạnh, phải tận hưởng. Bởi vì là đợt tới thấy trên TV họ dự báo là nó sẽ lạnh nhiều hơn nữa, lạnh sâu hơn nữa, và nó sẽ rơi vào đúng đợt Tết. Thế là cái lạnh bây giờ nó vẫn đang gọi là dễ chịu, nó chưa đến mức là buốt. Thế là mình đang tận hưởng nốt cái lạnh này. Thì đơn giản thôi, biến đổi khí hậu mà, càng ngày lạnh thì nó sẽ càng lạnh, nó càng lạnh sâu. Hôm nay mình đi khám sức khỏe này là đi khám theo diện công ty cho đi khám hàng năm. Thì nói chung là năm ngoái thì được đi khám ở bên Vinmec, năm nay khám ở Hồng Ngọc. Thì nói chung là bên Vinmec thì mình vẫn thấy họ nó như kiểu bạn so sánh hai đi lao với cả manhwa ấy, nó cũng kiểu vậy. Nghĩa là cả hai bên đều làm rất tốt, nhưng mà để được cái trải nghiệm tốt hơn thì nên đi hai đi lao, nên đi Vinmec. Còn cả hai bên đều làm rất tốt. Hôm rồi mình với người yêu mình cũng đi ăn manhwa với hai đi lao, gọi là liền nhau một tí, hay là cũng gọi là lâu lâu mới đi ăn lại kiểu như vậy, để thứ nhất là tranh thủ cái trời lạnh này để đi ăn, và thứ hai là để so sánh lại cái dịch vụ của hai bên thì cũng đúng. Kiểu như là hay cái kiểu so sánh hai đi lao và manhwa các thứ đấy là kiểu cùng trả một mức tiền, nhưng mà hai đi lao nó sẽ được dịch vụ nó tốt hơn một chút, nó nhiều cái cảm giác là bạn muốn làm thượng đế thì đi hai đi lao, còn cảm giác bạn là muốn kiểu vẫn có tự chủ hơn, thoải mái hơn thì đi manhwa. Ở đây đi khám hôm nay cũng vậy, cái cách vận hành của hai bên nó đều như nhau, nhưng mà cái gọi là gì, nói là về cái độ nhiệt tình thì có vẻ là cũng không đúng, nhưng mà nếu mà so về cái chất nhân viên ấy
Ừ, có thể dùng từ đấy đi. Thì bên VinMec họ vẫn hơn. Ừ. Về cơ sở thì thôi rồi luôn, cơ sở của Hồng Ngọc đấy. Nãy mình không chụp được nhiều ảnh ở trong đấy vì chỉ mong đi khám nhanh cho nó xong. Nhưng mà cơ sở của Hồng Ngọc, cái cơ sở mới này rất là đẹp, rất là to. Người ta gọi là bệnh viện khách sạn là vì thế mà. Nó to và nó rất là đa chức năng. Cái khu phố này là hoàn toàn mình không biết luôn. Các cái đường ở đây là hoàn toàn mình không biết luôn. Thế là mình đang dựa 100% vào Google Map đây. Về đến đây là rẽ vào Trung Kính này, thì mình biết này, rẽ vào Trung Kính là về đến gọi là con đường mình thấy quen rồi. Chứ còn đường ở ngoài này thì mình thực sự là mình không biết. Có thể là có đi ra đây một vài lần thôi, nhưng mà tất cả những lần đấy đều mang theo Google Map cả. Mình không tự tin để mình đi ra kiểu tự mình biết đường ấy, mà đi ra một cái chỗ này. Bây giờ lại có một cái topic nữa cho anh em. Ví dụ như mình sáng nay nữa, mình nghĩ ra bây giờ ví dụ như anh em bật Google Map đi, anh em sẽ đi theo đường của Google Map hay là anh em sẽ đi theo cái gọi là cái những con đường quen thuộc mà anh em hay đi? Đây, để mình sẽ giải thích rõ hơn một chút. Đấy là bây giờ ví dụ anh em đi từ điểm A đến điểm B, đúng không? Nó qua các phố 1, 2, 3. Google Map nó chỉ một cái đường của nó để đi ra các cái phố 1, 2 đấy, số 1 và số 2. Nhưng mà anh em biết đường đi ra số 1 và số 2 đấy rồi, có thể đường này nó sẽ xa hơn, có thể đường này nó sẽ tắc hơn, nhưng mà anh em cảm thấy quen với mấy cái đường này hơn, thì như anh em sẽ chọn như nào? Nhưng mình sáng nay lúc đó là mình cũng khá là phân vân, bởi vì là từ nhà mình đi ra cái đường số 1, mình biết đường, mình đi ok, có thể là nhanh hơn Google Map. Đi ra đến từ đường số 1 ra đến đường số 2, Google Map nó chỉ một ngả, nhưng mà mình lúc đó phân vân, mình đi một nẻo khác. Bởi vì là Google Map thì nó sẽ thông minh hơn ở chỗ là nó sẽ gọi là nó có cái con AI của nó sẽ biết được là chỗ nào đường tắc, chỗ nào đường nó không tắc, để mà anh em mình đi vào cho nó gọi là tối ưu cái thời gian nhất. Nhưng mà so về cái cảm giác thì mình vẫn thấy thích đi cái đường mà mình biết hơn. Đây là mình đã chọn được con đường đi, nó dài hơn một tí, nhưng mà đường đấy là đường mà mình biết. Thế nếu mà như anh em thì anh em sẽ chọn đường nào? Sẽ gọi là tin tưởng Google Map 100% luôn, hay là sẽ đi theo cái con đường mà mình biết? Nói câu hỏi này để cho nó vui thôi. Chứ mình cũng không phải làm cho Google Map đâu, nên mình không hỏi anh em này. Đấy, đó, ra đây là ở cổng trường, chỗ này chưa quen. Chỗ này chưa quen lắm. À, nhớ. Rồi, giờ mình biết rồi. Biết rồi, nắm trong lòng bàn tay rồi. Dễ rồi, easy rồi. Nghiêng đêm ê. Đường vắng thế. À, trời lạnh này ra đường cũng ít hơn anh em nhỉ. Lạnh này thì ông nào mà đến công ty rồi thì ngồi tịt trong công ty thôi. Ông nào mà không đi làm ở nhà thì ngồi tịt trong nhà thôi. Ra đường làm gì nữa. À, ở đây là cái đường này là đường của Cường Đèn này. Anh em nào ở Hà Nội chắc là cũng biết đến Cường Đèn đúng không? Cường Đèn Lighting. Đây, Cường Đèn. Ông ấy là chuyên gọi là chuyên lắp đèn đấy, ở nhà cung cấp đèn gọi là top 1 ở ngoài Hà Nội. Đèn chợ sáng em nhé. Đợt trước đi MT3 mình có qua đấy lắp hai con. Ra đây là đường này đúng rồi, phải trong lòng bàn chân mình luôn rồi, quá là dễ rồi. Đường này thì chỉ phải đi thôi, thì phải nghĩ. Fuck you Google Map, fuck you.
không cần nữa luôn. Dàn đây là thuộc đường này rồi. Đây, trước mặt anh em đây là cái đường, nó là cuối đường láng, cuối đường láng. Và có một cái đường ở trên cao. Giờ này được có lẽ là cũng sẽ không quá đông đâu, để mình xem như thế nào. Trước con bác comment là bạn này đầu tư nội dung phết nhưng mà sao ít người xem vậy nhỉ? Đối với mình thôi, cái việc kiếm view ấy nó không phải là cái vấn đề chính ấy. Bởi vì nếu như anh em nào mà đã theo dõi mình từ lâu thì sẽ biết là mình có những đợt là mình vắng đi, mình phải mất độ gần tháng chả làm clip, chả ra clip nào cả. Bởi vì mình đang coi cái này nó là một cái thú vui. Khi nào mình có một cái content gì đấy hay, một cái gì đấy muốn chia sẻ thì mình mới làm clip, chứ không là mình cũng chả làm. Bởi vì mất thời gian của mọi người xem mà nó xong nó cũng chẳng có cái truyền tải được cái gì. Mình thì mình rất hạn chế làm những cái content rác như vậy, chỉ kiểu như là phi ngoài đường không nói gì. Đương nhiên là có những người làm cái đấy rất là hay, nhưng mà đối với mình như là một thằng chuyên đi phố thì làm clip tắc đường thì đéo ai xem. Thế là mình đang coi cái việc làm YouTube này của mình nó là một cái thú vui đã, còn chưa đặt nặng cái gì cả, chưa đổ được một đồng tiền nào vào đây luôn, ngoài việc mua GoPro, mua mic, mua mủng các thứ đó, còn chưa đổ được một đồng nào vào đây cả. Đấy là cái lý do vì sao mà mình không quá đẩy mạnh về mặt mặt truyền thông, đúng không? Mình không kiểu chia sẻ vào các hội nhóm, xong rồi lập fanpage các thứ, chạy quảng cáo. Đấy là những anh em nào mà làm, họ đã xác định là làm YouTube để họ kiếm tiền rồi thì họ sẽ làm như vậy. Đấy, điều đấy chả gì sai cả, nó vui mà. Nhưng mà hiện giờ mình đang coi nó là một cái gọi là một cái side gig, một cái để chơi cho nó vui thôi, giết thời gian. Đi xuống đi, đường ở đây đông quá, đi xuống ngoài làm vòng hồ nhỉ. Rét thế này mà làm vòng hồ Tây thì gọi là hết nước chấm mẹ luôn rồi đó. Chấm ở đâu bây giờ? Hết nước chấm mất rồi. Tầm giờ này thì sẽ không có các cặp đôi đứng ôm nhau ở hồ Tây nữa đâu. Vì là tầm giờ này là các cháu đang, cháu các bạn đang đi học, đi làm. Ý, xe công an kìa. Nhưng mà xe của mấy chú công an này là mình thấy là chỉ để đi dẫn đoàn, dẫn đường các thứ là nhiều thôi, chứ cũng không có tham gia vào bắt tội phạm. Nếu mà tham gia vào bắt tội phạm thì phải là mấy cái xe cảnh sát màu 3 và màu đen ấy, mấy cái xe bán tải ấy. Đấy, cái xe đấy mới là cái xe để đi bắt tội phạm, còn mấy cái xe này là để làm hình ảnh đó. Đi để dẫn đoàn, dẫn đường ấy, tít còi ngoài là vẫy cờ. Thì là mấy chiếc xe này. Chứ còn như ở, mình thấy như ở bên nước ngoài ấy, bạn đang đi nhá, bạn thấy đèn nhấp nháy xanh đỏ ở đằng sau là bạn phải dừng lại ngay. Vì đấy là cái tín hiệu công an ra hiệu cho bạn là tấp vào lề đây, mày vi phạm luật giao thông rồi đấy. Ở Việt Nam mình thì vẫn đang ở bước nó khá là thô sơ. Đấy là chỉ đi sai làn mới rẽ sai cái là có anh đứng ở đầu đường anh bắt luôn. Nên là công an vẫn chưa đến một cái độ là độ cơ động như của họ. Đương nhiên thì nếu mà công an xe máy của mình ấy, thì cũng đã có nhiều trường hợp mình thấy là công an đi xe máy và ra hiệu lệnh dừng xe cho những người vi phạm luật giao thông rồi, nhưng mà nó cũng ít. Đó là cái ý thức của người dân, mình cũng chưa biết được cái việc mà bây giờ công an nhảy đèn là mày phải dừng lại. Thấy công an nhảy đèn thì mấy ông lại còn đi nhanh hơn, lại còn thành ra là đuổi nhau ấy. Đặc biệt là mấy cháu báo là rất là thích cái trò đuổi nhau ở công an. Buổi tối ra đường là thấy mấy anh em cơ động đi ngoài đường là bị bọn trẻ con chúng nó trêu rất là nhiều. Bọn báo báo, bọn trẻ trâu nó trêu rất là nhiều. Rồi, thường là mình sẽ đi thẳng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ rẽ vào đây để hôm nay lượn hồ đi. Rồi, clip này mình chắc là mình đã thấy là nó sẽ hơi dài, mình sẽ chia ra làm đôi, chia ra làm hai phần và up liền tù tì nhau luôn, up liền tù tì hai ngày liền nhau luôn. Thế là mình sẽ end cái clip này ở đây, và clip tiếp theo nó sẽ là lượn hồ. Thế
thấy nha anh em nhé. Peace.